Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Việt Sử Toàn Thư. Quý vị thân mến, tuần qua, mọi sự chú ý của thế giới đã dồn về Ukraine khi Nga bắt đầu triển khai chiến dịch quân sự tại quốc gia này. Việc căng thẳng địa chính trị leo thang thành xung đột vũ trang đã khiến các thị trường toàn cầu một phen chao đảo. Trước tình hình căng thẳng này, mới đây cậu bé thần đồng Ấn Độ Anand đã đưa ra những lời cảnh báo về cuộc khủng hoảng sắp xảy ra, khiến nhiều quốc gia phải hứng chịu tổn thất nặng nề. Đáng chú ý, trong video lần này, cậu bé còn nhắc nhở mọi người chú ý đến hai mốc thời gian quan trọng có thể xảy ra cú đúc thảm họa trong năm 2022. Vậy rốt cuộc, cậu bé Anand đã dự đoán cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine châm ngòi cho cuộc khủng hoảng nào xảy ra? Sau biến động chính trị này, loài người còn phải đối mặt với thảm họa nào khác nữa? Liệu Việt Nam có chao đảo vì căng thẳng giữa Nga và Ukraine hay không? Hãy cùng Việt Sử Toàn Thư đi tìm hiểu ngay sau đây. Ngày 24 tháng 2 năm 2022, hãng thông tấn TASS Nga đưa tin Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở miền đông Ukraine nhằm đáp lại lời đề nghị hỗ trợ đảm bảo an ninh của lãnh đạo hai nước Cộng hòa tự xưng Donetsk DPR và Lugansk LPR. Sau những đợt oanh kích của quân đội Nga trong 9 ngày chiến sự, nhiều thành phố Ukraine giờ đây trở nên hoang tàn, đổ nát. Cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine không chỉ gây tổn thất về người và của mà còn gây ra một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng đối với thế giới. Đúng thời điểm kinh tế toàn cầu đang phục hồi sau đại dịch COVID-19. Trước tình cảnh hỗn loạn này, mới đây, cậu bé thần đồng tiên tri Ấn Độ Anand đã đăng tải video dự báo về cuộc khủng hoảng nghiêm trọng sắp xảy ra, khiến một số quốc gia ngày càng chìm sâu vào vũng lầy mà khó thoát ra được. Không chỉ vậy, trong lời cảnh báo, cậu còn nhắc đến hai dấu mốc thời gian quan trọng, chính là điềm báo về cú đúc thảm họa nối đuôi nhau kéo đến mà mọi người không được chủ quan. Vậy rốt cuộc, cậu bé Anand đã dự đoán cuộc khủng hoảng kinh hoàng nào sắp giáng xuống khiến cuộc sống của người dân chao đảo? Sau cuộc xung đột chính trị này, thế giới còn phải đối mặt với những khó khăn nào khác nữa? Liệu Việt Nam có ảnh hưởng hay không? Chúng ta hãy cùng nhau đi tìm hiểu ngay sau đây. Abhigya Anand được coi là nhà chiêm tinh trẻ tuổi nhất và là thần đồng Ấn Độ vì những dự đoán chính xác của mình. Ngày 22 tháng 8 năm 2019, Abhigya Anand đăng video lên YouTube dự đoán về đại dịch COVID-19. Từ đó, Abhigya Anand nổi tiếng thế giới và thu hút sự chú ý mỗi khi phát hành video. Năm 2020, Anand dự đoán vào ngày 21 tháng 12, hàng triệu người sẽ rơi vào trạng thái hoảng sợ. Điều này đã xảy ra khi vào ngày 20 tháng 12, Max Hancock, Bộ trưởng Bộ Y tế và Chăm sóc Xã hội Anh thông báo phát hiện một biến thể mới của virus SARS-CoV-2. Biến thể mới có nguy cơ lây nhiễm cao hơn đến 70% so với các chủng đã được phát hiện trước đó, và sự lây lan của biến thể này đã vượt tầm kiểm soát, gây hoảng sợ cho hàng triệu người trên thế giới, giống như dự đoán của Abhigya Anand. Mới đây, trong một đoạn video đăng tải trên kênh YouTube, Abhigya Anand đã đưa ra những dự đoán về cuộc khủng hoảng tài chính sắp xảy ra khiến thế giới chao đảo. Trước tiên, cậu bé có nhắc đến một hiện tượng thiên nhiên hiếm có xuất hiện, chính là điềm báo về một loạt biến cố lớn sắp giáng xuống. Vậy đó là dị tượng kỳ lạ nào? Thần đồng tiên tri Anand cho biết, một hiện tượng thiên văn hiếm gặp có tên Kaspa Yoga sẽ xuất hiện. Cụ thể sẽ biểu hiện là mặt trời, mặt trăng, sao hỏa, sao kim, sao mộc, sao thổ và sao thủy sẽ nối thành một đường với nhau. Điều này có ý nghĩa gì? Mặt trăng vận chuyển quay quanh trái đất và trái đất vận chuyển quay quanh mặt trời có hai sao điểm. Đến lúc đó, mặt trời, mặt trăng, sao hỏa, sao kim, sao mộc, sao thổ và sao thủy đều tại một tiêu điểm thì được gọi là Kaspa. Trong tiêm sinh học Vệ Đà được gọi là Thất Tinh Liên Châu, 7 chòm sao nối một đường. Trong các thế hệ chiêm tinh lớn của châu Âu, Trung Quốc cổ đại và chiêm tinh học Vệ Đà của Ấn Độ cổ, các hành tinh quan trọng sắp xếp thành một đường gần như thẳng hàng thì đều là thể hiện của thiên tượng quan trọng. Đương nhiên, trên thực tế, chúng không thể hoàn toàn chung thành một đường thẳng. Nếu góc giữa các chòm sao nhỏ hơn 15 độ thì có thể được coi là hợp pha cùng trên một đường thẳng. Trong chiêm tinh học của Trung Quốc, 5 chòm sao hợp pha với nhau được coi là điểm lành. Còn trong chiêm tinh Vệ Đà, 7 chòm sao hợp pha được coi là điểm hùng, bởi vì Kaspa gặp lại phải chu kỳ chiều ngược của sao Mộc. Từ ngày 20 tháng 6 năm 2021, sao Mộc bắt đầu bước vào chu kỳ ngược chiều. Ngày 13 tháng 9 tiến nhập vào cung Market, toàn cầu bước vào thời khắc đen tối. Tới gần cuối tháng 11, sao Mộc mới rời cung Market. Ngược chiều ở đây không phải nói sao Mộc thực sự chuyển động đảo ngược, mà đây là cách nói trong chiêm tinh học. Sao Mộc cũng giống như trái đất quay quanh mặt trời. Trái đất quay nhanh hơn sao Mộc, vì vậy vào một thời gian nhất định, từ trái đất mà nhìn, sao Mộc quay chậm trông giống như đang quay theo hướng ngược lại.
đó chỉ là hiệu quả về mặt thị giác. Sao Mộc ngược chiều là một hiện tượng thông thường. Mặc dù vậy, theo cách giải thích của Chiêm Tinh Vệ Đà, rất nhiều sự việc xấu sẽ phát sinh vào chu kỳ sao Mộc quay ngược chiều. Khi Kasva và sao Mộc quay ngược tiến nhập vào cung Market, hai thiên tượng này đồng thời xảy ra thì mang theo tai họa. Từ góc độ chiêm tinh học, Abhigya Anand đưa ra dự đoán tình hình sắp tới sẽ là cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu, hiện tượng thời tiết cực đoan và những thảm họa kinh tế. Ngoài ra, tình hình dịch bệnh cũng trở nên khó lường. Thần đồng tiên tri Abhigya Anand cho rằng trong vòng 6 tháng tới, thế giới sẽ phải hứng chịu cú đúp từ dịch bệnh và nền kinh tế. Khoảng thời gian nghiêm trọng nhất sẽ là tháng 3 và tháng 4 năm 2022. Trước đó, Abhigya Anand dự đoán sẽ có thảm họa hoặc biến động lớn xảy ra sau ngày 10 tháng 1 năm 2021. Đúng ngày đó, nước Mỹ phải hứng chịu một trận lốc xoáy kinh hoàng khiến hàng trăm người thiệt mạng. Sau đó là một trận động đất mạnh 7,3 độ Richter xảy ra tại Indonesia. Cùng trong khoảng thời gian này, một loạt hiện tượng thời tiết cực đoan và thiên tai đã xảy ra tại một số quốc gia trên thế giới. Cụ thể, thành phố Bengaluru thuộc bang Karnataka, miền Nam Ấn Độ chứng kiến những trận lũ lụt lớn. Bang British Columbia của Canada vật lộn với trận lũ lụt khủng khiếp 500 năm mới có một lần. Indonesia và Timor Leste cũng gặp phải những trận lũ lụt và lở đất gây ra thiệt hại nghiêm trọng về người và của. Vụ phun trào núi lửa Sumeru ở Indonesia cũng rất đáng lo ngại khi hoạt động của núi lửa chưa có dấu hiệu dừng lại. Tại Peru, một trận động đất đã xảy ra, kéo theo đó là lũ lụt khiến người dân khổ sở. Vài ngày trước, bang Kentucky của Mỹ đã yêu cầu tuyên bố tình trạng thảm họa liên bang sau hàng loạt trận lốc xoáy kinh hoàng như tận thế, giết chết ít nhất 94 người. Abhigya Anand nói thêm rằng, từ tuần thứ 2 của tháng 12 năm 2021 trở đi, một làn sóng dịch bệnh COVID-19 mới sẽ được mở ra. Các nước trên thế giới sẽ chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của biến thể Omicron. Tuy nhiên, sự xuất hiện của loại biến thể này có thể là một dấu hiệu tốt và có thể được coi là phương thuốc chiến thắng đại dịch. Abhigya Anand dự đoán rằng đại dịch này có thể kết thúc trong hơn một năm tới, sau khoảng thời gian tháng 5 năm 2023. Thần đồng tiên tri Ấn Độ dự đoán rằng tháng 3 và tháng 4 năm 2022 sẽ là thời điểm khủng hoảng kinh tế thế giới trầm trọng nhất. Mối quan hệ của con người sẽ thay đổi. Sự kiểm soát của chính phủ với người dân sẽ tăng lên nhanh chóng. Biến thể Omicron của COVID-19 sẽ hoành hành trên thế giới trong khoảng 6 tháng tới. Mỹ và châu Âu sẽ là những khu vực chịu ảnh hưởng nhiều nhất. Điều này có thể kéo theo nỗi lo sợ của con người. Nhiều thành phố hoặc quốc gia phải đóng cửa, gây ra nhiều vấn đề về kinh tế. Đáng chú ý, cậu bé còn nhấn mạnh về tình hình kinh tế mà mọi người không được chủ quan. Theo cậu bé, thị trường toàn cầu sẽ có những biến động lớn, chẳng hạn như các khoản đầu tư tài chính sẽ ảnh hưởng đến kinh tế và thu nhập cá nhân của mọi khu vực trên thế giới. Không chỉ các nhà đầu tư mà với mọi người đều đưa ra những quyết định thận trọng. Khi cuộc khủng hoảng đang tới gần, lịch sử sẽ dạy chúng ta nhiều bài học. Trong bối cảnh khủng hoảng địa chính trị hiện tại và khủng hoảng tiền tệ, cậu bé nói, từ vấn đề in tiền có thể thấy rằng nền kinh tế đang trong giai đoạn trì trệ. Trong hơn một năm qua, các ngân hàng trung ương đã bơm tiền vào thị trường gián tiếp gây ra tình trạng bong bóng vỡ trên hầu hết các thị trường tài chính, đáng chú ý nhất là đồng đô la Mỹ. Anand khuyến nghị các nhà đầu tư nên rút ra bài học khi làn sóng dịch bệnh Omicron đã ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân, từ thực phẩm, quần áo, nhà ở và giao thông. Bên cạnh đó, cuộc xung đột chính trị giữa Nga và Ukraine chắc chắn cũng sẽ ảnh hưởng tới hoạt động kinh tế. Cậu bé nhấn mạnh rằng hiện tượng Kaspa Yoga sẽ khiến thị trường tài chính và các thị trường giao dịch khác sụp đổ. Theo cậu bé, hai mốc thời gian cần chú ý đó là ngày 16 tháng 3 và ngày 13 tháng 4 tới đây. Trong đó, ngày 16 tháng 3 là mốc thời gian rất quan trọng. Chắc chắn, thế giới sẽ có một sự thay đổi rất lớn. Tuy nhiên, may mắn sẽ đến sau đó. Với mốc thời gian sau ngày 13 tháng 4, cậu bé cho biết cả vàng bạc sẽ tăng đáng kể, thậm chí đạt mốc cao kỷ lục. Quả nhiên, cuộc khủng hoảng liên quan tới vấn đề Ukraine leo thang đúng thời điểm kinh tế toàn cầu đang phục hồi sau đại dịch, do đó đã gây ra những rủi ro đáng kể đối với thế giới. Những diễn biến trên các thị trường toàn cầu trong khoảng một tuần qua đã phần nào chứng tỏ nhận định này của Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế Kristalina Georgieva. Những lo ngại về bất ổn địa chính trị đã khiến thị trường chứng khoán khắp thế giới liên tục đỏ sàn trong tuần qua, trong khi giá vàng tăng vọt do các nhà đầu tư muốn tìm kiếm kênh đầu tư an toàn. Giá dầu lên mức cao nhất trong khoảng 10 năm trở lại đây. Cùng với đó, các lệnh trừng phạt mà phương Tây áp đặt đối với Nga và các biện pháp đáp trả tiềm tàng của Moscow đặt ra những rủi ro mới cho chuỗi cung ứng toàn cầu. Theo Oxford Economics, các biện pháp trừng phạt có thể làm bốc hơi tới 6% GDP của Nga, nền kinh tế lớn thứ 11 của thế giới. Có thể nói, tác động của cuộc xung đột Nga-Ukraine sẽ rất lớn và có thể trở nên ngày càng rõ ràng trong những tuần tới.
Trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu vừa gượng dậy sau đại dịch và đang phải đối phó với tình trạng lạm phát, thị trường thế giới được dự báo sẽ có nhiều biến động. Và với cú bồi xung đột Nga-Ukraine, thị trường tài chính thế giới tiếp tục được đặt trong tình trạng báo động cao trước những diễn biến sắp tới. Anand nói rằng những gì đã xảy ra sẽ càng trầm trọng, và hầu hết những câu cậu đề cập trong video đều được dự đoán dựa trên kinh văn của chiêm tinh học Vệ Đà. Đặc biệt là tình huống liên quan tới các hành tinh, mỗi hành tinh đều trải qua một loạt các tình huống trong chu kỳ của nó. Nhiều người cũng hỏi Anand rằng trong thế giới hỗn loạn ngày nay, tại sao những việc tiêu cực lại càng phổ biến? Tại sao nhiều người đang làm những việc xấu có hại cho môi trường không chút do dự? Và tội phạm tăng trưởng theo cấp số nhân? Tại sao những điều này xảy ra? Nhiều người làm điều ác mà không cảm thấy sợ hãi? Câu trả lời của Anand cho tình huống này là sở dĩ những con người không sợ làm điều xấu là vì họ thiếu ý thức chung. Họ không hiểu sức mạnh của các quy luật tự nhiên, đó là quy tắc của nghiệp lực. Nó có ý nghĩa là hành vi của bản thân sẽ có ảnh hưởng đến tương lai của người đó, cũng sẽ có tác động sâu sắc đến người khác và môi trường. Cũng có nhiều người tốt, họ chính là những người trong tâm biết rõ quy luật nghiệp báo. Họ sợ kết quả của việc làm xấu sẽ mang tới thống khổ và khó khăn cho bản thân, cũng sợ ảnh hưởng tiêu cực đến những người xung quanh và môi trường. Vì vậy, họ thường xuyên kiềm chế không làm điều xấu. Và chúng ta có thể thay đổi hiện trạng bằng cách đơn giản là không làm điều xấu, không sợ ma gõ cửa. Cuối cùng, Anand nhắc nhở rằng trong tình trạng kinh tế thế giới suy thoái, khủng hoảng, địa chính trị cùng với xung đột căng thẳng giữa Nga và Ukraine gây ảnh hưởng mạnh mẽ tới nền kinh tế và thu nhập cá nhân của mọi người, mọi khu vực trên thế giới. Cái tốt nhất đó là mọi người nên sống chậm lại, biết nghĩ tới người khác và bớt đấu tranh hơn thua, bình tĩnh đối diện với hiện thực. Điểm cuối cùng và quan trọng nhất mà Anand nhắc nhở đó là niềm tin vào thần là giải pháp duy nhất cho các vấn đề. Cần giữ một thái độ tích cực, đối đãi với những người xung quanh và toàn bộ hoàn cảnh xã hội. Giảm tác động tiêu cực đến xã hội là chìa khóa để giải quyết vấn đề. Xuyên suốt các video của mình, Anand luôn tin rằng tín ngưỡng vào thần là giải pháp duy nhất cho mọi vấn đề và nên duy trì khả năng miễn dịch tự nhiên của con người, tránh miễn dịch nhân tạo. Anand nói rằng miễn dịch nhân tạo không phải là miễn dịch, nó sẽ chỉ khiến con người trở thành nô lệ của hóa chất nhân tạo và gây ra những tổn hại lâu dài cho con người. Anand khuyến cáo mọi người nên thực hiện theo phương pháp tu luyện tự nhiên truyền thống để tăng cường khả năng miễn dịch tự nhiên của bản thân. Thần đồng tiên tri Ấn Độ dự đoán rằng tháng 3 và tháng 4 năm 2022 sẽ là thời điểm khủng hoảng kinh tế trên thế giới trầm trọng nhất, mối quan hệ của con người sẽ thay đổi, sự kiểm soát của chính phủ với người dân sẽ tăng lên nhanh chóng. Theo cậu bé, hai mốc thời gian cần chú ý đó là ngày 16 tháng 3 và ngày 13 tháng 4 tới đây, trong đó ngày 16 tháng 3 là mốc thời gian quan trọng nhất. Chắc chắn thế giới sẽ có một sự thay đổi rất lớn, tuy nhiên may mắn sẽ đến sau đó. Với mốc thời gian sau ngày 13 tháng 4, cậu bé cho biết cả vàng bạc sẽ tăng đáng kể, thậm chí đạt mốc cao kỷ lục.